nhân vật của chị á là gọi là ấm no cơm áo đầy đủ đó, gọi là cơm áo gạo tiền là nhân vật của chị trong phim này. Nếu mà không có chị là các bạn sẽ vừa đói nè, vừa không có nhà ở nè, chị giống như là đại gia trong phim vậy đó. Lúc đó là nước sông Việt Hương quay từ trưa cho tới chiều cho nước con nước lên rồi đó, bắt đầu nó hơi cao hơn cái chiều cao lý tưởng của Việt Hương, thì cái giò đâu có đụng ở dưới sông được, sợ không chết. Nhưng mà đoàn phim là rất là hay, kéo cái cầu thang để chìm xuống dưới thì Việt Hương cảm thấy nó an toàn. Còn lúc diễn á thì mình phải làm bằng cách nào, giống như là mình ngập nước thiệt vậy đó, mình nước trong miệng thì nó sặc là sẽ không thoại được, thế là mình phải chìm xuống, khi mà mở lên thì mình mệt nhất để mình làm. Cảnh đánh lộn thì em đâu có đánh được nhiều. Chị Giang á là chỉ lo chỉ la không, chỉ quên qua cái vụ đánh. Quý vị coi cảnh mà trên bàn quánh á, các bạn lóc la lóc lư lóc la lóc lư sợ gần chết. Vậy mà sao lúc quýnh quên, quýnh tan nát cuộc đời luôn, kể như đầu bù tóc rối. Khi mà ra set á thì chị Hương là một người gào cồi và Việt thì là một người mới, chứ chị dài về đây là nhiều, ý là cái đoàn này cân như thế này cân như thế kia. Rất là cảm ơn chị Việt Hương và đã tham gia vào bộ phim. Chị Hương thì thành là nhiều rất là nhiều lần rồi. Chị lo lắng cho tất cả mọi thứ, không phải về diễn xuất của các bạn diễn viên mà tất cả mọi thứ anh em xung quanh, các ekip hết, chị Hương đều quan tâm và lo lắng cho mọi người. Việt Hương xin kính chúc quý khán giả là lúc nào cũng cười tươi như Việt Hương, dạng sự có gì buồn bình tĩnh, ngày mai mình sẽ giải quyết được. Còn nếu mình cảm thấy căng thẳng quá, ra rạp coi giùm em phim Đại Náo Du Quy hay là Du Quy Đại Náo gì, nghe chữ Du Quy là ra duyên thấy cứ vợ tới nơi rồi, cứ chồng tới nơi rồi, đúng không? Và một bất ngờ cho quý vị nữa, quý vị ơi, Việt Hương lấy chồng mà người chồng này của Việt Hương rất đặc biệt đó quý vị, thế đi coi nha.